Pokemon, viết tắt của cụm từ Pocket Monster hay quái vật bỏ túi, là những sinh vật kỳ diệu, mang trong mình năng lực đặc biệt. Từ rừng rậm xanh thẳm cho đến hoang mạc cát bỏng, từ đỉnh núi treo leo cho đến tận sâu đáy biển, từ núi lửa cháy rực cho đến nơi cao nguyên tuyết phủ, đâu đâu cũng có bóng hình của chúng. Cầm theo quyển từ điển Pokédex và vài quả bóng trắng đỏ trong ba lô, những thiếu niên hóa thân thành lữ khách, cùng nhau họ băng qua miền đất lạ, khám phá đủ loại sinh vật kỳ bí chưa từng biết tới. Bản tính tò mò khiến chúng ta sẵn sàng đốt hàng ngàn giờ trước màn hình để dõi theo hành trình ấy, dẫu cho chúng còn chẳng có thật. Khá là chắc rằng, trong số những ai đang ngồi xem video này, không ít người đã từng ao ước mấy con thú lạ nhét vừa trái bóng ấy là có thật. Thực sự thì, trừ việc không sở hữu những năng lực quá sức phi thường như ói ra lửa, vừa ra khói, theo đúng nghĩa đen, thì với con người, những sinh vật được gắn mác cổ đại cũng đâu có khác Pokemon là mấy. Khi đề cập đến sinh vật cổ đại, đại đa số chúng ta thường sẽ nảy ra ngay cái tên khủng long. Điều này là rất bình thường, thậm chí là bất thường nếu chúng ta không nghĩ đến chúng đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phổ biến dày đặc của chúng trên những ấn phẩm giáo dục và truyền thông. Nhưng các bạn tôi ơi, đừng hạn chế tâm trí của mình như thế. Các bạn đã bao giờ suy nghĩ rằng sự sống trên trái đất đã kéo dài khoảng 2,8 tỷ năm, nhưng mấy con bò sát siêu to khổng lồ ấy mới chỉ tồn tại được tổng cộng khoảng 200 triệu năm thôi. Vậy thì trước và sau chúng là cái gì hay chưa? Trong chuyên mục tiêu điểm sinh vật ngày hôm nay, máy thời gian sẽ đưa chúng ta đi gặp một đại diện khác trong bộ sưu tập. Trước khi khủng long bước đi, chúng ta có gì? Chào mừng mọi người, mình là Lẻn. Nguồn gốc: Kỷ Permi hay Kỷ Nhị Điệp là kỷ địa chất cuối cùng của đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài khoảng từ 299 cho đến 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, trừ khu vực ngày nay là Đông Á, hầu như mọi vùng đất liền đã hợp nhất vào một siêu lục địa gọi là Pangaea. Bao quanh vùng đất rộng lớn này là một đại dương duy nhất, bàn Thalassa. Sự thu hẹp của đường bờ biển và diện tích đất liền mở rộng đã dẫn đến những thay đổi to lớn của khí hậu. Những khu vực nội địa trở nên nóng hơn vào ban ngày và lạnh hơn vào ban đêm. Lượng mưa ít cùng mức độ bốc hơi tăng đã khiến diện tích hoang mạc và bán hoang mạc được nhân lên gấp nhiều lần. Những biến động to lớn về môi trường sống như vậy đã khiến hệ động vật lúc bấy giờ vô cùng khác biệt so với giai đoạn trước và sau nó. Thế giới ở Kỷ Nhị Điệp đã chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của những sinh vật bốn chân cỡ lớn sinh sống hoàn toàn trên cạn. Bên cạnh những loài lưỡng cư hoặc bò sát cổ hai chân đã xuất hiện từ kỷ than đá. Trong số ấy sẽ là thiếu sót vô cùng lớn nếu bỏ qua sự hiện diện của những con thằn lằn chân thẳng, mõm ngắn, đuôi ngắn khổng lồ lững thững bước đi khắp trốn, mang tên Scutosaurus. Scutosaurus, tên tiếng Việt là thằn lằn khiên, là một loài thuộc chi bò sát tiền sử cỡ lớn đã tuyệt chủng. Gọi là Pariasaur, có nghĩa là thằn lằn má. Những cái tên này đều có liên hệ mật thiết đến cấu tạo sinh học của chúng. Đó sẽ là điều mà chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Sinh vật to lớn đầu tiên, khi tôi nói đến to lớn ở đây, nghĩa là chúng to lớn thực sự, không chỉ so với những sinh vật đã từng xuất hiện trước chúng, mà ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại. Trong số những loài bò sát chưa tuyệt chủng, cá sấu nước mặn hay cá sấu cửa sông là loài lớn nhất từng được ghi nhận, dài đến 7 mét và nặng từ 500 kg cho đến 1 tấn. Còn Scutosaurus có thể dài đến tận 3 mét, dài khoảng 70 cm và nặng trên 1 tấn. Ngoài kích thước khủng, những đặc điểm cấu tạo sinh học khác cũng góp phần tăng thêm phần đồ sộ cho vẻ ngoài vốn đã rất bệ vệ của chúng. Đúng như cái tên nghĩa là thằn lằn khiêng, Scutosaurus sở hữu cho mình lớp vỏ giáp bên ngoài rất đáng nể, có thể gọi là đặc trưng nhận diện của chủng loài cũng được. Toàn bộ cơ thể phì nhiêu của chúng được bảo vệ bởi những tấm vảy xương thô ráp, không dính liền với nhau, nằm dưới lớp da dày sần. Ở các chi đều có gai nhọn nhỏ hình nón, phần ngực và bụng to hình thùng của chúng được bảo vệ bởi những xương sườn to dày và cong dài liên kết với cột sống, được cấu tạo từ những đốt xương ngắn nhưng rất chắc khỏe. Do là loài có thân hình tương đối cục mịch, với thân to, chân ngắn, nên Scutosaurus đích thực không phải là loài nhanh nhẹn. Nhưng bù lại, dưới lớp bộ da ngoài lớp giáp vảy xương còn có thêm một lớp cơ bắp chắc nịch bọc ngoài xương. Cấu trúc phòng thủ của loài Scutosaurus có nét khá giống với loài áo giáp lamellar hoặc chát giáp được con người sử dụng vào thời kỳ Trung Cổ.
loại áo giáp này gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn những miếng kim loại, xương hoặc sừng được lại với nhau, có thể che phủ phần lớn diện tích cơ thể của chiến binh nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi vận động. Lực lượng thiết kỵ Bồ Tát sắt của tộc người Nữ Chân hoặc Cataphract của Đồng La Mã là những đơn vị quân sự lừng danh sử dụng loại trang bị này. Ngoài lớp giáp dày, một đặc điểm nhận diện nổi bật khác của Scutosaurus là cái má phình to sang hai bên, nguyên nhân là do sự phát triển của xương hộp sọ. Đó là lý do tại sao chúng được phân vào chi thằn lằn má, Parasaur. Lối sống. Trái ngược với vẻ ngoài ngầu lòi, Scutosaurus thật sự là một anh chàng to xác hiền lành, chỉ thích ăn cây cỏ. Người ta biết được điều này là do hàm răng của Scutosaurus được tạo thành từ những chiếc răng phẳng, dẹt, chứ không phải là nhọn hay có răng nanh. Việc sở hữu lớp phòng thủ kiên cố cũng phần nào phản ánh chuyện Scutosaurus không phải là kẻ đi săn. Bởi chỉ có tầng tầng lớp lớp phòng thủ như vậy mới hạn chế được chuyện kẻ chậm chạp như chúng thoát được cảnh bị kẻ ăn thịt hàng đầu thuộc họ Gorgonopsia hóa kiếp. Là loài ăn thực vật nhưng sinh sống ở nơi khô cằn, nên Scutosaurus chỉ có thể sinh sống đơn độc hoặc theo bầy nhỏ. Điều này là dễ hiểu. Vì thân hình lớn, đòi hỏi lượng thức ăn lớn và chung sống với quá nhiều đồng loại chỉ khiến khẩu phần ăn của chúng giảm đi mà thôi. Một số ý kiến khác cho rằng chúng sinh sống ở những vùng đồng bằng ngập nước. Khi xảy ra hạn hán, khiến nguồn nước và thức ăn cạn kiệt, thì chúng sẽ di chuyển đến nơi có nguồn nước và thức ăn phong phú hơn. Tình trạng này cũng rất phổ biến ở châu Phi và Nam Mỹ, nơi một số vùng sẽ nắng cháy vào mùa khô. Nhưng khi đến mùa mưa, lượng nước trút xuống sẽ tạo thành những đầm lầy lớn xanh tốt, thậm chí có thể là cả ao hồ. Bò sát nhưng chưa hẳn là bò sát. Scutosaurus, dù được gọi là bò sát, nhưng chúng thực ra không có quan hệ gì với những loài bò sát hiện đại ngày nay như cá sấu, kỳ nhông hay kỳ đà. Điều này bắt nguồn từ một khái niệm gọi là sauropsid, dùng để chỉ những dạng sống bò sát nguyên thủy, bắt đầu từ kỷ Permi. Bằng phương pháp truy ngược từ những loài chưa tuyệt chủng ngày nay về lại tổ tiên của chúng, các nhà nghiên cứu chia sauropsid thành hai nhóm là Parareptilia, nghĩa là cận thằn lằn, và Eureptilia, nghĩa là thằn lằn thực sự. Căn cứ vào số lượng hốc thái dương trên hộp sọ, Parareptilia thì không có, trong khi Eureptilia thì có tới hai cái này, bò sát và chim hiện đại, thì có hoặc đã từng có hai hốc thái dương, nên thuộc về Eureptilia. Hoặc có thể nói, Eureptilia mới là tổ tiên trực hệ của bò sát và chim hiện đại. Còn nguyên nhân vì sao có chim ở đây thì máy thời gian đã từng đề cập trong video về thằn lằn chúa Acosaur. Nói ngắn gọn, chim vốn được tách ra từ khủng long, mà khủng long đương nhiên là bò sát. Đối với Parasaur nói chung và Scutosaurus nói riêng thì không có hốc thái dương nên được phân vào nhóm Parareptilia. Toàn bộ nhánh này được xem là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào cuối kỷ Permi. Tuyệt chủng Scutosaurus thuộc số 70% động vật có xương sống trên đất liền ở kỷ Permi bị quét sạch bởi sự kiện tuyệt chủng tồi tệ nhất từng được ghi nhận, đại diệt chủng kỷ Permi Triad. Trong hàng ngàn năm cuối kỷ Permi, vùng núi lửa Siberia, ngày nay thuộc Liên bang Nga, phun trào dữ dội, địa chấn, dung nham, cho bụi, khí lưu huỳnh đã góp phần chôn thây vô số sinh vật nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá trong mấy trăm triệu năm kế tiếp cho đến khi đống hóa thạch trắng hếu được đào lên. Dẫu vậy, Scutosaurus có thể xem là một trường hợp tương đối may mắn khi người ta có thể khôi phục gần như toàn vẹn nhờ thu thập đầy đủ bộ xương, trong khi số khác thì không, hoặc có khi chỉ còn một mẩu bé tẹo như đuôi hoặc mõm. Trên đây là những thông tin về Scutosaurus mà chúng tôi có thể gửi đến cho các bạn. Trong video lần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thiên địch của Scutosaurus và cũng là lý do vì sao Scutosaurus phải tự trang bị bộ giáp nặng nề đến vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!